cận cảnh nước sôi lập tức hóa tuyết giữa đợt lạnh giá kỷ lục ở Mỹ. Trước thêm năm mới năm 2023, hàng triệu người dân nước Mỹ đang phải đối mặt với thời tiết lạnh giá khắc nhiệt khi hàng loạt các thị trấn và thành phố ngập trong lớp tuyết dày, sông hồ, thác nước đóng băng. Trong khi đó, bão tuyết vẫn đang tấn công ở các khu vực thượng, trung tây và đông bắc. Thời tiết khắc nhiệt đến nỗi khi hắt nước sôi ra ngoài không khí, chúng hóa thành tuyết ngay lập tức. Video ghi lại cảnh tượng này được một người đàn ông tại Montana, một tiểu bang nằm ở phía tây bắc của Mỹ, đăng tải lên mạng xã hội đã gây được sự chú ý lớn. Trong video, người đàn ông cầm một chiếc chảo chứa đầy nước đang sôi. Ngay khi người này hất nước trong chảo lên trời thì ngay lập tức đông lại và biến thành tuyết. Theo chia sẻ của chủ video, thời điểm ông thực hiện cảnh quay trên nhiệt độ ngoài trời là 36 độ F tương đương 38 độ C.